ngon dữ trời, trời trời. Mọi người đã ăn qua chén nước chấm nào mà giá hàng trăm triệu chưa? Hôm nay em sẽ hướng dẫn mọi người làm cái món nước chấm ớt Peru nha. Loại ớt này có giá gần nửa tỷ đồng một ký. Đó đó, trên tay em đang cầm bây giờ là mấy chục triệu rồi đó mọi người. Hái xong rồi mình đem ớt đi băm nhuyễn nè. Thêm một ít tỏi đã giã nhuyễn ra nè. Tiếp theo là 4 muỗng nước mắm để nó đậm đà tình cảm nha. Rồi thêm một ít đường nha. Đường thì mọi người tùy ý gia giảm nha. Chỗ này em thích ăn ngọt đó, nên là em cho hơi nhiều. Thêm một chén bột ngọt để quên hết cái sự đời luôn. Xong xôi em khuấy đều đến khi mà tan hết đường với bột ngọt ra nè. Cái nước chấm mà nó kẹo kẹo như vậy là chuẩn rồi nha. Không biết có ai giống em không, chứ em mà pha nước chấm á là phải thêm một miếng chanh để cho nó thanh cái vị hơn. Ta nói nó chua chua, mặn mặn, cay cay mà theo cái kiểu ớt Peru á, nó đỉnh cao luôn mọi người ơi. Đây đây, dĩa gỏi vịt của em đây rồi. Em chấm nhẹ nhàng sương sương miếng nước mắm ớt Peru thơm ngon, mời mọi người ăn nha. Là chưa tới 5 phút là em đã pha xong cái món nước chấm đắt nhất thế giới rồi đó mọi người. Loại ớt này nó cay nồng hơn so với ớt ta của mình, nên là khi ăn cái món gỏi thông thường á, cảm giác nó lạ miệng mà nó ngon nha. Cái này là đoạn mới pha xong thì cái ông anh em ổng thử nè mọi người. Má ngon dữ trời, trời trời. Ngon hơn thiệt không vợ? Tuyệt vời, tuyệt vời. Cảm ơn mọi người đã xem đến hết video. Còn rất nhiều món ăn thú vị tại Vườn Hoàng Long. Bấm theo dõi để xem thêm nhiều clip mới của tụi em nha.